Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên điện tử Long Vũ sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một mẫu camera ngụy trang bóng đèn dạng đông. Thì cái mẫu camera bóng đèn dạng đông này thì nó sẽ dành cho các bạn là gia đình nhà các bạn đang lắp đặt cái mẫu bóng đèn này, thì các bạn có thể là tham khảo cái video này của mình. Đó. Đây, thì ở đây thì mình đang có một cái bóng camera. Mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem này. Thì cái bóng camera dạng đông này thì bên đơn vị nhà mình đã lắp đặt một chiếc camera dầu kín vào bên trong rồi. Đó. Cái mắt cam thì mình sẽ đặt nó ở đây nhá. Đó, mắt cam thì tùy ý của các bạn muốn đặt lên cao hoặc là ở vị trí nào thì bên đơn vị nhà mình thì đều có thể là lắp đặt được. Đó. Bóng đèn dạng đông nha mọi người nhá. Đấy. Và cái chức năng của cái bóng đèn này thì nó vẫn sẽ sử dụng bình thường, nó vẫn có thể là các bạn vẫn có thể là bật bóng đèn lên và tắt đi như một cái bóng đèn bình thường cả. Đấy, nó chỉ khác nhau, đó chính là thêm một cái chức năng, đó là camera dầu kín vào bên trong thôi. Rồi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn này. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn này, hoặc là camera ngụy trang ổ điện, hoặc là bất cứ những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera dầu kín nào ở bên đơn vị nhà mình, thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo 0927960888. Thì bên đơn vị nhà mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn các bạn 24/24. Đó. Hoặc là các bạn có những cái đồ vật cá nhân nào mà các bạn muốn lắp đặt đấy, thì bạn cứ nhắn tin qua Zalo cho mình, thì bên đơn vị nhà mình đều có thể là nhận và làm cho các bạn nhé. Đấy. Thì bạn nào ở gần ba cơ sở Bắc Linh, Hà Nội và Sài Gòn thì cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà mình. Đấy. Còn các bạn ở xa muốn mua hàng thì các bạn cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho bạn một cái camera ngụy trang bóng đèn đấy, thích hợp để các bạn lắp đặt trong phòng ngủ này, hoặc là ở bàn làm việc của các bạn đấy, trong phòng làm việc, để các bạn có thể là giám sát nhân viên này, vợ chồng con cái đấy, ở trong phòng làm gì, thì các bạn có thể tham khảo cho mình cái mẫu bóng đèn này. Đây, thì muốn sử dụng được cái camera ngụy trang bóng đèn này thì các bạn chỉ cần là tải cho mình một cái ứng dụng thôi. Thì mình đã làm rất là nhiều cái video cài đặt ở trên cái điện thoại iPhone, thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là dùng Samsung đấy, để cách sử dụng cái camera bóng đèn này ở trên một chiếc điện thoại Samsung hoặc là những cái dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android. Đấy, thì tất cả những cái chức năng thì nó vẫn sẽ sử dụng là như nhau thôi. Thì các bạn dùng Samsung ấy, hoặc là những cái dòng sản phẩm điện thoại Android, thì các bạn vào cho mình cái cửa hàng CH Play này. Đó, các bạn vào cho mình cái cửa hàng CH Play nhá, ghi cho mình cái chữ lúc cam này ra. Đấy, là và các bạn tải về cho mình. Còn các bạn dùng iPhone đấy, thì các bạn có thể là lên cho mình cái ứng dụng là App Store, ghi cho mình cái chữ lúc cam ra và các bạn ấn tải về là xong. Còn ở đây thì mình đã tải về xong rồi. Và khi các bạn đã tải về xong rồi nhá, đấy, thì các bạn chỉ cần thoát ra cho mình và vào cái phần cài đặt ở trong máy điện thoại và chọn mình vào mục kết nối này. Chọn mình vào mục Wi-Fi nhá. Đây, khi bạn vào cái mục Wi-Fi này thì cam nó sẽ phát ra một cái Wi-Fi cho các bạn kết nối. Đó chính là Wi-Fi có một chữ F ở đầu và một dãy số ở sau. Đây. Đó, các bạn ấn vào kết nối cho mình. Đó. Thì ở đây thì như cái dòng iPhone thì nó sẽ tự động kết nối luôn. Còn những cái dòng điện thoại Samsung, Oppo ấy, thì nó sẽ hiện lên một cái dòng là điện Wi-Fi không có mạng dữ liệu Internet. Thì các bạn cứ ấn giữ cho phép cho mình nhá. Còn hiện điện thoại này của mình thì nó sẽ không hiện. Đấy. Còn điện thoại của các bạn mà nó hiện lên cái dòng như cái dòng là không mạng Internet ấy, thì các bạn vẫn là giữ kết nối cho mình. Và khi các bạn giữ cái lối thành công xong thì các bạn chỉ cần thoát ra và đăng nhập vào cái ứng dụng các bạn vừa tải về, đó chính là cái ứng dụng Lookcam. Đây, mình sẽ đăng nhập vào ứng dụng Lookcam này. Và khi vào ứng dụng Lookcam thì các bạn cho phép hết tất cả cho mình, thì nó sẽ hiện ra một cái dòng này, thì các bạn chỉ cần là scan đi cho mình. Đó, khi bạn scan đi nhá, nó sẽ hiện ra một dòng là device online này, đó là cam đang hoạt động. Đây, còn cái video ở bên dưới này nó đang không hoạt động, cho nên là các bạn có thể là ấn vào nó cũng sẽ không hoạt động. Đấy, nó phải hiện là online này. Thì các bạn ấn vào cho mình. Và khi nó hiện online và các bạn ấn vào cho mình thì nó sẽ hiện ra một dòng là đổi mật khẩu của camera. Thì bạn nào muốn đổi mật khẩu thì các bạn ấn vào đổi mật khẩu cho mình. Thì mật khẩu mặc định nhá, mật khẩu mặc định của camera đó chính là từ 1 tới 6. Bạn nào muốn bảo mật camera thì bạn ghi cho mình mật khẩu là từ 1 tới 6 này. Đó. Và cái phần này là cái phần mật khẩu mới. Các bạn ghi cho mình cái mật khẩu các bạn muốn đặt ra, và ở cái dòng tiếp theo các bạn ghi lại cái mật khẩu ra và ấn OK là xong, là các bạn đã đổi được, các bạn đã đặt được cái bát vào cái Wi-Fi này. Đấy. Đây, còn hiện tại thì mình chỉ test qua cho các bạn, cho nên là mình sẽ scan nó đi. Đây, khi các bạn scan đi hoặc là các bạn bật lên đấy, thì cam nó sẽ tự động đưa các bạn vào cái màn hình chính của đây, màn hình chính của thiết bị nhá. Đấy. Đây. Đấy, nó bị ngược khung hình này.
Để mình sẽ chỉnh nha. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Cam quay cực kỳ nét nha mọi người nhá. Đó, còn hiện tại cái chỗ này thì nó đang bị phản ánh sáng ấy. Đó. Đó, tại vì mình đang mở cái cửa này cho nên là ánh sáng nó ấy vào đây cho nên là nhìn thì nó bị lóe một chút. Đấy. Đây. Còn trong trường hợp các bạn sử dụng nhá. Đấy, mình quay sang một góc này. Đấy. Quay sang cái góc này cái là mất cái ánh sáng này thì nhìn nó cực kỳ nét nhá. Và cam quay cực kỳ mượt, nó sẽ không bị giật hoặc là bị đơ như những cái dòng camera khác. Đấy. Đây. Và cái camera ngụy trang bóng đèn này ở bên đơn vị nhà mình thì nó vẫn sẽ có một cái pin chờ ở bên trong nhá. Nó vẫn sẽ có một cái thời lượng là pin chờ. Đấy. Khi các bạn lắp đặt cái dòng sản phẩm này ở bên ở trên tường nhà các bạn, thay thế một cái bóng đèn này các bạn. Đó. Và chẳng may gia đình nhà các bạn bị mất điện hoặc là các bạn tắt đi thì cái bóng cam này nó vẫn có một cái thời gian chờ. Đấy, nó sẽ có tầm 11 tiếng để chờ trong ngày. Đó. Và khi hết pin thì các bạn chỉ cần là bật cho mình cái bóng điện này lên thôi. Các bạn bật cho mình cái bóng điện này lên là nó sẽ tự động sạc. Đấy. Nó sẽ tự động sạc nha mọi người nhá. Đây, đây là bóng dạng đông. Đấy. Bên mình còn một cái mẫu camera khác, đó chính là bóng 30W bình thường, bóng đèn led. Đấy, thì bạn nào tham khảo về cái mẫu bóng đèn led đấy thì có thể là vào kênh YouTube của mình là có thể xem được. Đấy, còn ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn về cái bóng đèn led này. Đây. Để mình đặt nhá, mình sẽ đặt tạm nó một cái góc nhìn này. Đây. Mình sẽ đặt tạm một góc nhìn này nhá để hướng dẫn qua cho các bạn về cái phần này. Đây, thì ở đây thì nó là cái phần này. Đấy. Ví dụ các bạn đang xem này bị ngược này thì bạn có thể là chỉnh nó ở đây cho mình. Đó. Đây, chỉnh nó ở đây để về cái màn hình chính đấy. Đây, đấy. Hoặc là đây, đấy, cái chất lượng ảnh thì đây là mình đã bật là full 4K rồi. Thì chất lượng ảnh nó là cực kỳ nét đấy, full 4K. Thấp nhất đó chính là 1080. Đấy, thì các bạn nào có thể là chỉnh nó lên cao nhất như của mình. Đó, đang là 4K đây thì xem nó là cực kỳ nét và cực kỳ mượt nhá. Đấy, mọi người có thể là để ý cái dây ở đây chạy cực kỳ mượt. Đấy, nó không bị giật hoặc là bị đơ. Đấy. Đây và khi xem các bạn có thể là phóng to thu nhỏ đều được. Đấy, và cái chất lượng ảnh đây các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, bình thường mình xem này. Đấy, cái vân ở trên tường. Đấy, ở trên tường thì nó có những cái đốm đốm xi măng nghè để chát đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, vẫn có thể nhìn thấy nhá. Nhìn cực kỳ nét. Đấy. Phóng to thu nhỏ đều được. Và tiếp theo đó chính là phần âm thanh. Cái phần âm thanh này trong trường hợp các bạn sử dụng mà các bạn muốn nghe được những cái cuộc trò chuyện hoặc là những cái tiếng động xung quanh thì các bạn bật cho mình cái loa lên. Đấy. Các bạn bật cho mình cái loa lên là đấy, là tất cả những cái tiếng động xung quanh khi các bạn bật cái âm thanh này lên là đều nghe thấy và nghe cực kỳ rõ. Đấy, còn hiện tại thì mình đang đặt hai thiết bị nó ở gần nhau cho nên là nó sẽ bị vang đi vang lại ấy, cho nên nó rất là ồn cho nên mình sẽ tắt nó đi. Đấy, còn trong trường hợp các bạn sử dụng thì các bạn cứ bật lên cho mình không ảnh hưởng gì hết. Đó. Đây. Đấy. Cam thì quay là cực kỳ mượt nha mọi người nhá. Đấy. Đấy. Quay cực kỳ nét và mượt. Đấy. Đây và tiếp theo đó chính là phần ghi âm này, chụp ảnh màn hình và quay phim màn hình. Đấy, hai cái này thì là khi các bạn đang xem trực tiếp này, đấy, mà các bạn lại muốn quay lại một cái đoạn video hoặc là các bạn chụp một bức ảnh thì các bạn có thể là sử dụng hai cái chức năng này cho mình. Đấy, ngoài ra thì cái cam bên đơn vị nhà mình đã lắp đặt sẵn một cái thẻ nhớ vào bên trong rồi. Đó là từ lúc các bạn lắp đặt cái cam này vào là tất cả những gì cam mà quay lại được là nó sẽ lưu hết vào trong thẻ nhớ. Đấy, các bạn muốn xem lại thì các bạn có thể vào trong thẻ nhớ để xem lại. Còn bạn nào muốn quay lại một cái đoạn video để các bạn xem cho đỡ mất thời gian thì bạn có thể là ấn vào đây để quay cho mình. Đó và thời gian quay thì nó sẽ nằm ở đây. Và khi quay mà các bạn muốn thu được cả hình cả tiếng ấy, thì bạn phải bật cho mình cái loa lên. Đó là cam nó sẽ quay được cả hình cả tiếng. Đấy. Còn trong trường hợp các bạn tắt cái loa đi. Đó. Đây các bạn tắt cái loa đi nhá. Thì cam nó chỉ quay được hình không thôi, nó sẽ không thu được tiếng. Đấy. Còn phần tiếp theo là phần chụp ảnh màn hình. Đấy, các bạn đây các bạn đang xem này mà các bạn muốn chụp lại một cái bức ảnh thì các bạn ấn vào đây cho mình. Đó, nó sẽ tự động lưu. Đó. Thì đấy là về cách sử dụng và cách kết nối sử dụng trên một chiếc điện thoại Samsung. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua các bạn và các cái chức năng của cái dòng sản phẩm camera bóng đèn này. Đây, như cái chức năng vừa lấy là cái chức năng quay video mình vừa hướng dẫn xong. Thì các bạn muốn xem lại những cái video hoặc là những cái dữ liệu lưu thẻ thì các bạn có thể là chọn cho mình vào cái mục photo này. Ấn cho mình sang cái mục photo này nhá. Đó là nó sẽ hiện ra cái video mình vừa quay đây. Đấy, cái video mình vừa quay đây. Đó, và khi quay các bạn có thể là tua lên tua xuống đều được nhá. Đó, các bạn có thể là tua lên tua xuống đều được. Đấy. Nó sẽ không ảnh hưởng gì nhá. Đấy. Đây mình ấn nhầm rồi. Đây. Đấy, hình ảnh video đây. Đấy, hình ảnh và xem lại thì bạn vẫn có thể là phóng to và thu nhỏ đều được. Thì đấy là về phần cái phần video. Đấy, các bạn quay trực tiếp. Còn cái phần lưu thẻ thì bạn chuyển cho mình sang Cloud SD. Đấy. Các bạn muốn xem lại cái thẻ nhá thì các bạn chuyển cho mình sang cái mục Cloud SD.
Đây, các bạn chuyển cho mình sang phần Cloud SD này và chuyển cho mình sang phần SD file. Đó, là khi các bạn sử dụng cái thẻ nhớ nhá, đấy, thì tất cả những dữ liệu camera quay được thì sẽ làm hết ở bên mục SD file này. Các bạn muốn xem lại thì các bạn chỉ cần ấn vào là xem lại thôi. Còn hiện tại thì mình đang quay video để giới thiệu cho các bạn, cho nên là mình chưa lắp đặt cái thẻ nhớ vào. Đấy. Và trong trường hợp các bạn mua hàng ở bên đơn vị nhà mình nhá, thì đều được lắp đặt sẵn một cái thẻ nhớ 256GB rồi. Đấy, lưu trữ trong vòng 90 ngày. Đó. Bên mình đã lắp đặt sẵn rồi, các bạn mua về các bạn chỉ việc xoáy vào tường và sử dụng thôi. Đó. Ngoài ra nó còn cho phép các bạn là kết nối được wifi xem từ xa này, báo động khi có chuyển động này, hoặc là chế độ quay ban đêm này. Nó còn rất là nhiều cái tính năng khác nhau thì mình không thể nào mà giới thiệu được hết trong một cái video này được. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm camera ngụy trang bóng đèn này, hoặc là những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, hoặc là máy ghi âm, máy định vị ở bên đơn vị nhà mình, thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo với số điện thoại của mình là 0927960888. Đấy. Hoặc là các bạn có những cái đồ vật cá nhân mà các bạn muốn lắp đặt những cái dòng sản phẩm camera giấu kín vào để giám sát, thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua Zalo để đặt hàng. Đó. Thì bạn nào gần ba cơ sở của mình ở Bắc Linh này, Hà Nội và Sài Gòn thì các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua hàng và kiểm tra hàng luôn ở tại cửa hàng. Còn các bạn ở xa, khi các bạn muốn mua hàng ở bên đơn vị nhà mình thì các bạn có thể là liên hệ cho mình qua Zalo nhá. Đấy, các bạn ở xa muốn mua hàng thì các bạn cứ liên hệ qua Zalo cho mình đặt hàng. Các bạn chỉ cần là gửi cho mình cái địa chỉ nhận hàng và số điện thoại nhận hàng và tên người nhận, thì bên đơn vị nhà mình sẽ lên đơn cho các bạn. Đấy, gửi hàng đến tận tay cho các bạn nhá. Và khi nhận hàng đến nơi thì các bạn có thể là bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng ok thì các bạn mới thanh toán. Còn không, các bạn lại hoàn hàng về cho mình mà không mất một đồng phí nào. Đấy. Và chế độ bảo hành ở bên đơn vị nhà mình là 3 năm. Trong vòng 3 năm các bạn sử dụng mà xảy ra bất kỳ lỗi gì từ nhà sản xuất thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn có thể là đổi mới sản phẩm cho bạn, không giới hạn số lần nhá. Đấy, và không thu thêm bất kỳ một chi phí nào khác ngoài chi phí bảo hành. Đó. Đây. Thì bạn nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Đấy. Bạn nào còn thắc mắc thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Bên mình có nhân viên hỗ trợ tư vấn 24/24. Đó. Còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Xin chào tất cả các bạn.